Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 34. Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Tôi đã tìm cầu Đức Giê-hô-va, Ngài đáp lại tôi, giải cứu tôi khỏi các điều sợ hãi. Chúng ngửa trông Chúa thì được chói sáng, mặt họ chẳng hề bị hổ thẹn. Kẻ khốn cùng này có kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân. Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao, phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài. Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài, vì kẻ nào kính sợ Ngài chẳng thiếu thốn gì hết. Sư tử tơ bị thiếu kém và đói, nhưng người nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Hỡi các con, hãy đến nghe ta, ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va. Ai là người ưa thích sự sống và mến Ngài lâu dài để hưởng phước lành? Khá giữ lưỡi mình khỏi lời ác và môi mình khỏi sự dối gạt. Hãy tránh sự ác và làm điều lành, hãy tìm kiếm sự hòa bình và đeo đuổi sự ấy. Mắt Đức Giê-hô-va đoái xem người công bình, lỗ tai Ngài nghe tiếng kêu cầu của họ. Mặt Đức Giê-hô-va làm nghịch cùng kẻ làm ác, đặng diệt kỷ niệm chúng nó khỏi đất. Người công bình kêu cầu, Đức Giê-hô-va bèn nghe và giải cứu người khỏi các sự gian truân. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công bình bị nhiều tai họa, nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Sự dữ sẽ giết kẻ ác, những kẻ ghét người công bình sẽ bị định tội. Đức Giê-hô-va chuộc linh hồn của kẻ tôi tớ Ngài. Phàm ai nương náu mình nơi Ngài, ắt không bị định tội. Chương 17. Đức Chúa Giê-xu phán như vậy, đoạn ngước mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, giờ đã đến. Xin làm vinh hiển Con, hầu cho Con cũng làm vinh hiển Cha. Và nhân quyền phép Cha đã ban cho Con cai trị loài xác thịt, Con được ban sự sống đời đời cho những kẻ mà Cha đã giao phó cho Con. Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ là đấng Cha đã sai đến. Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha. Con đã tỏ danh Cha ra cho những người Cha giao cho Con từ giữa thế gian. Họ vốn thuộc về Cha, Cha giao họ cho Con và họ đã giữ lời Cha. Hiện nay họ đã biết rằng mọi sự Cha đã giao cho Con đều là từ Cha mà đến, vì Con đã truyền cho họ những lời Cha đã truyền cho Con và họ đã nhận lấy. Nhìn biết quả thật rằng Con đến từ nơi Cha và tin rằng ấy là Cha sai Con đến. Con vì họ mà cầu nguyện, chẳng phải vì thế gian mà cầu nguyện, nhưng vì kẻ Cha đã giao cho Con, bởi chưng họ thuộc về Cha. Phàm mọi điều thuộc về Con, tức là thuộc về Cha. Mọi điều thuộc về Cha, tức là thuộc về Con. Và Con nhân họ được tôn vinh. Con không ở thế gian nữa, nhưng họ còn ở thế gian và Con về cùng Cha. Lạy Cha Thánh, xin gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho Con, để họ cũng hiệp làm một như chúng ta vậy.
đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ, trừ đứa con có sự hư mất ra thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc. Hầu cho lời Kinh Thánh được tín nhiệm. Nhưng bây giờ con về cùng Cha, và đương khi còn ở thế gian, con nói những điều đó hầu cho trong lòng họ được đầy dẫy sự vui mừng của con. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghen ghét họ vì họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thành. Lời Cha tức là lẽ thật. Như Cha đã sai con trong thế gian thì con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa. Chương 26. Ngươi hãy dùng 10 bức màn mà làm đền tạm, màn dệt bằng vải gai mịn, chỉ tím, đỏ điều và đỏ sậm, có thêu các hình cherubim cực xảo. Mỗi bức màn bề dài 28 thước, bề rộng 4 thước, các bức đều đồng cỡ với nhau. Mỗi 5 bức màn sẽ kết dính lại nhau. Ngươi hãy thắt vòng chỉ tím nơi chiên của bức màn thứ nhất ở đầu bức nguyên, và cũng làm như vậy cho đầu chót của bức màn cuối trong bức nguyên thứ nhì. Lại làm 50 cái vòng cho bức màn thứ nhất và 50 cái vòng nơi đầu chiên bức nguyên thứ nhì. Các vòng hai bên sẽ đối nhau. Cũng hãy làm 50 cái móc bằng vàng, rồi móc bức nguyên này qua bức nguyên kia, hầu cho đền tạm kết lại thành một. Ngươi cũng hãy kết 11 bức màn bằng lông dê để dùng làm bông che trên đền tạm. Bề dài mỗi bức màn 30 thước, bề rộng 4 thước, 11 bức đồng một cỡ với nhau. Ngươi hãy kết 5 bức màn này riêng ra và 6 bức màn kia riêng ra, nhưng hãy gấp đôi bức màn thứ 6 ở trước đền tạm. Lại thắt 50 cái vòng nơi chiên màn thứ nhất, ném về cuối của bức nguyên thứ nhất, và 50 cái vòng nơi chiên màn của bức nguyên thứ nhì. Cũng làm 50 cái móc bằng đồng móc vào vòng, rồi hiệp cái bông lại để nó thành ra một. Nhưng còn dư, tức là phân nửa của bức màn dư trong bức bông nguyên, thì sẽ xủ xuống phía sau đền tạm. Phần bề dài dư trong các bức màn của bông, bên này một thước, bên kia một thước, thì sẽ xủ xuống hai bên hông đền tạm, đặng che vậy. Ngươi hãy làm một tấm lá phủ bằng da chiên được nhuộm đỏ để trên bông, và kết một tấm lá phủ bằng da cá nược đắp lên trên nữa. Ngươi cũng hãy làm những ván cho vách đền tạm bằng cây si tim, mỗi tấm trường 10 thước, hoành 1 thước rưỡi, có hai cái mộng liền nhau. Hết thảy các tấm ván vách đền tạm ngươi cũng sẽ làm như vậy. Về phía nam đền tạm, ngươi hãy làm 20 tấm ván. Dưới 20 tấm ván hãy đặt 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ hai lỗ mộng ở dưới để chịu hai cái mộng của mỗi tấm ván. Lại hãy làm 20 tấm ván về phía bắc đền tạm và 40 lỗ mộng bằng bạc, cứ dưới mỗi tấm có hai lỗ mộng.
ngươi cũng hãy làm 6 tấm ván về phía sau đền tạm, tức là về hướng tây. Về hai góc phía sau đền tạm phải làm 2 tấm ván khít nhau từ dưới chí trên bởi một cái khoen ở nơi đầu. Hai cái góc đều làm như vậy. Thế thì có 8 tấm ván và 16 lỗ mộng bằng bạc, cứ 2 lỗ mộng ở dưới mỗi một tấm ván. Lại, ngươi hãy làm 5 cây xà ngang bằng gỗ si tim cho những tấm ván về phía bên này, 5 cây xà ngang về phía bên kia và 5 cây xà ngang khác nữa về phía sau của đền tạm, tức là hướng tây. Cây xà ngang giữa sẽ ở về thân giữa những tấm ván, chạy suốt từ đầu này đến đầu kia. Cũng hãy lấy vàng bọc ván cùng xà ngang và làm những khoen bằng vàng đặng xỏ các cây xà ngang. Ngươi phải dựng đền tạm y như kiểu đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi hãy làm một bức màn bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có thêu những hình cherubim cực xảo, rồi sủ màn đó trên 4 trụ bằng cây si tim bọc vàng, dựng trên 4 lỗ trụ bằng bạc, các móc trụ đều bằng vàng. Ngươi sẽ treo màn đó vào móc dưới bức bông, rồi ở phía trong màn để hòm bản chứng. Màn này dùng phân biệt cho các ngươi nơi thánh và nơi chí thánh. Đoạn, hãy để cái nắp thi ân trên hòm bản chứng đặt trong nơi chí thánh. Bên ngoài bức màn về phía bắc đền tạm thì để cái bàn, còn cây chân đèn thì để về phía nam đối ngang cây bàn. Về cửa trại, ngươi hãy làm một bức màn bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, vải gai đậu mịn có thêu cực xảo, rồi làm cho bức màn này 5 cái trụ bằng cây si tim bọc vàng, đinh nó cũng bằng vàng và đúc 5 lỗ trụ bằng đồng. Chương 27. Ngươi cũng hãy đóng một bàn thờ bằng cây si tim hình vuông, 5 thước bề dài, 5 thước bề ngang và bề cao 3 thước. Nơi 4 góc bàn thờ hãy làm sừng ló ra và bọc đồng. Những đồ phụ tùng của bàn thờ thì hãy làm bằng đồng: bình đựng tro, vá, ản, nĩa và bình hương. Lại làm cho bàn thờ một tấm rá bằng lưới đồng, và nơi 4 góc rá làm 4 cái khoen bằng đồng, rồi để rá đó dưới thành bàn thờ, từ dưới chân lên đến nửa bề cao. Cũng hãy chuốt đòn khiên bàn thờ bằng cây si tim bọc đồng, rồi xỏ vào những khoen. Khi khiên đi, đòn sẽ ở hai bên bàn thờ. Bàn thờ sẽ đóng bằng ván, trống bọng, làm y như đã chỉ cho ngươi trên núi vậy. Ngươi cũng hãy làm cái hành lang cho đền tạm. Về phía nam có hành lang làm bố vi bằng vải gai đậu mịn dài 100 thước, cùng 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Về phía bắc cũng vậy, bố vi đó có 100 thước bề dài, 20 cây trụ và 20 lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ thì bằng bạc. Bố vi của hành lang về phía tây có 50 thước bề dài, 10 cây trụ và 10 lỗ trụ. Bề ngang của hành lang phía trước, tức là phía đông, có 50 thước. Phía hữu có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Phía tả có 15 thước bố vi, 3 cây trụ và 3 lỗ trụ. Còn cửa hành lang có một bức màn dài 20 thước bằng vải gai đậu mịn, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm, có thêu cùng 4 cây trụ và 4 lỗ trụ. Hết thảy trụ xung quanh hành lang đều sẽ có nhờ nuông bạc chắp lại với nhau. Đinh trụ thì bằng bạc, lỗ trụ thì bằng đồng. Bề dài của hành lang được 100 thước bề ngang, mỗi phía 50 thước, bề cao 5 thước. Bố vi sẽ bằng vải gai đậu mịn, còn những lỗ trụ thì bằng đồng. Hết thảy đồ phụ tùng dùng về các việc phụng sự trong đền tạm, cùng cây nọc của đền tạm và cây nọc của hành lang đều sẽ làm bằng đồng. Ngươi hãy truyền cho dân Israel đem đến dầu lọc olive ép đặng thắp đèn cho đèn sáng luôn luôn. Trong hội mạc, ở ngoài màn, trước hòm bản chứng, Aaron cùng các con trai người sẽ lo sửa soạn đèn, hầu cho trước mặt Đức Giê-hô-va đèn cháy luôn luôn từ tối cho đến sáng. Ấy là một luật đời đời cho dòng dõi dân Israel phải giữ. Chương 28. Trong vòng dân Israel, ngươi hãy chọn Aaron anh ngươi cùng các con trai người là Nadab, Abihu, Eleasa và Ithamar lập lên làm chức tế lễ trước mặt ta.
ngươi hãy chế bộ áo thánh cho A-rôn anh ngươi để ngươi được vinh hiển trang sức. Hãy truyền cho hết thảy kẻ thông minh là người ta đã ban cho đầy tính trí huệ, chế bộ áo cho A-rôn, đặng biệt người riêng ra thánh, hầu cho người làm chức tế lễ trước mặt ta. Đây là bộ áo mà họ sẽ chế: bảng đeo ngực, ephod, áo dài, áo lá trong thêu, mũ và đai. Thế thì họ sẽ chế bộ áo thánh cho A-rôn anh ngươi cùng các con trai người, để các người đó làm chức tế lễ trước mặt ta. Họ sẽ dùng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai mịn. Họ sẽ chế ephod bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. Hai bên ephod làm hai đai vai, đâu đầu vào ephod. Đai để cột ephod ở phía ngoài sẽ làm nguyên miếng một, cũng như công việc ephod, bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Ngươi hãy lấy hai viên bích ngọc mà khắc các tên con trai Israel ở trên. Sáu tên trên viên bích ngọc này, sáu tên trên viên bích ngọc kia, tùy theo thứ tự ngày sinh của họ. Phải khắc các tên con trai Israel trên hai viên bích ngọc đó như cách của thợ khắc con dấu, và khảm trong khuôn bằng vàng. Đoạn gắn hai viên bích ngọc đó trên hai đai vai ephod, dùng làm ngọc kỷ niệm về con cháu Israel. A-rôn sẽ mang tên của họ trên hai vai mình làm kỷ niệm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ngươi cũng hãy làm móc gài bằng vàng, đánh hai sợi chuyền nhỏ bằng vàng ròng như hình dây, rồi để chuyền đánh như thế và móc gài. Bảng đeo ngực về sự xét đoán ngươi cũng phải làm cho cực xảo y như ephod, tức là bằng kim tuyến, chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Bảng đeo ngực hình vuông và may lót, bề dài một em bang, bề ngang một em bang. Ngươi hãy gắn bốn hàng ngọc vào bảng đeo ngực. Hàng thứ nhất, gắn ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này sẽ khảm vào khuôn bằng vàng. Số các ngọc đó hết thảy là 12 viên, tùy theo tên các con trai Israel. Trên mỗi viên ngọc sẽ khắc tên của một trong 12 chi phái Israel, như người ta khắc con dấu vậy. Ngươi hãy làm các sợi chuyền bằng vàng ròng đánh như hình dây, chuyền trên bảng đeo ngực, rồi làm hai khoanh bằng vàng để ở hai góc đầu trên bảng, cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh nơi hai đầu bảng và hai đầu sợi chuyền cột vào móc gai. Đoạn gắn trên hai đai vai ephod về phía đằng trước ngực. Ngươi cũng hãy làm hai cái khoanh bằng vàng nữa để vào hai góc đầu dưới của bảng đeo ngực về phía trong ephod. Lại làm hai khoanh khác nữa bằng vàng, gắn vào hai đầu dưới đai vai ephod, ném về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Rồi một sợi dây màu tím sẽ cột hai cái khoanh của bảng đeo ngược lại cùng hai cái khoanh ephod, hầu cho nó dính với đai, đừng rớt khỏi ephod. Thế thì khi nào A-rôn vào nơi thánh sẽ mang trên lòng mình tên các con trai Israel nơi bảng đeo ngực về sự xét đoán, đặng giữ làm kỷ niệm luôn luôn trước mặt Đức Giê-hô-va. Trên bảng đeo ngực của sự xét đoán, ngươi hãy gắn Urim và Thumim vào, đặng khi A-rôn đến trước mặt Đức Giê-hô-va thì các món đó sẽ ở trên lòng mình. Ấy vậy, trước mặt Đức Giê-hô-va, A-rôn sẽ mang sự xét đoán của con trai Israel trên lòng mình luôn luôn. Ngươi cũng hãy may áo dài của ephod toàn bằng vải tím. Ở giữa áo có một lỗ trong đầu vào, viền chung quanh dệt như lỗ áo giáp mặc lưới để cho khỏi tét. Nơi biên dưới hãy thắt trái lựu màu tím, đỏ điều, đỏ sậm cùng chuông vàng nhỏ đương tréo nhau ở vòng theo viền, nghĩa là một cái chuông rồi kế một trái lựu ở vòng khắp chung quanh viền áo. Khi A-rôn hầu việc tế lễ sẽ mặc áo đó, và khi vào hay ra nơi thánh trước mặt Đức Giê-hô-va, người ta sẽ nghe tiếng chuông vàng nhỏ và A-rôn khỏi chết vậy. Ngươi cũng hãy làm một cái thẻ bằng vàng ròng, trên đó khắc như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va. Rồi lấy một sợi dây màu tím buộc thẻ đó để trên đằng trước cái mũ. Thẻ
đó sẽ ở trên trán Aaron. Aaron gánh tội lỗi của dân Israel phạm trong khi họ dâng của lễ thánh. Thẻ đó sẽ ở nơi trán Aaron luôn luôn để dân sự được đẹp ý Đức Giê-hô-va. Ngươi hãy chế một cái áo lá mặt trong bằng vải gai mịn, một cái mũ bằng vải gai mịn và một cái đai thêu. Ngươi cũng hãy chế cho các con trai Aaron áo lá, đai và mũ, hầu cho họ được vinh hiển và trang sức. Đoạn, hãy lấy các bộ áo đó mặc cho Aaron anh ngươi cùng các con trai người. Hãy sức dầu cho, lập và biệt riêng ra thánh để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy chế cho họ quần lót trong bằng vải gai, đặng che sự lõa lồ, mặc từ ngang lưng quần cho đến bắp vế. Aaron cùng các con trai người sẽ mặc quần đó trong khi vào hội mạc hay là đến gần bàn thờ đặng làm việc tế lễ trong nơi thánh thì chẳng mắc tội và chẳng chết đâu. Ấy là một mạng lệnh đời đời cho Aaron và dòng dõi người. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.